Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV, được phát sóng tại hai miền Nam Bắc của tiểu bang California, băng tần 57.19, 16.12, hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Sân ngôn viên Bảo Khanh và Hà Anh xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Tổng thống của Hoa Kỳ ông Joe Biden chỉ định viên chức của FEMA CDC đối phó với dịch ban khỉ tại Hoa Kỳ. Súng nổ ở Washington DC, một người bị thiệt mạng, 5 người bị thương. Tìm thấy virus gây bệnh bại liệt trong nước thải ở New York. New York, California và Illinois ban bố tình trạng khẩn cấp, báo động nguy cơ bùng phát, dịch bệnh, đậu mùa khỉ. Hoa Kỳ cáo buộc Nga dùng nhà máy điện hạt nhân làm lá chắn tại Ukraine. Và sau đây, xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên đã cho biết, Tổng thống của Hoa Kỳ ông Joe Biden chỉ định viên chức FEMA, CDC đối phó với dịch ban khỉ tại Hoa Kỳ. Tổng thống của Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã chỉ định các viên chức cầm đầu cơ quan khẩn cấp liên bang FEMA và Trung tâm Kiểm soát và Bài trừ Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vào danh sách tội đặc nhiệm của Tòa Bạch Ốc để tăng cường nỗ lực dập tắt dịch ban khỉ đang đe dọa bùng phát và lan tràn tại Hoa Kỳ. Robert Fenton được chỉ định làm người dẫn đầu chiến dịch cùng với nhân vật phụ tá là bác sĩ Dimitri Dekalakis. Theo Tòa Bạch Ốc thì cả hai nhân vật mới được chỉ định sẽ phát thảo chiến dịch hoạt động dập tắt dịch ban khỉ đang làm số ca nhiễm gia tăng, gồm việc tiến hành các đợt xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị người bị nhiễm. Virus ban khỉ lây lan qua việc tiếp xúc gần gũi như ôm hôn, ngủ chung giường, sử dụng chung khăn tắm. Người bị nhiễm bệnh hiện nay phần lớn là nam giới, quan hệ tình dục đồng giới, thường có triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, ớn lạnh, mệt mỏi và nổi mụn ở nhiều bộ phận của cơ thể. Ca bệnh ban khỉ đầu tiên tại Hoa Kỳ được ghi nhận vào hôm 15 tháng 5, đến nay đã lên tới 5.800. Các nhà khoa học cũng cho rằng việc tiêm ngừa bệnh ban khỉ không cần thiết như các đợt tiêm ngừa đại dịch COVID-19 trước đây. Chính phủ của ông Joe Biden đã bị chỉ trích gay gắt về tốc độ cung cấp vaccine chích ngừa ban khỉ. Các thành phố New York và San Francisco cũng cho biết không nhận đủ vaccine 2 liều, trong khi Tòa Bạch Ốc tuyên bố đã cung cấp hơn 1.1 triệu liều vaccine và 80.000 cuộc xét nghiệm cho mỗi tuần lễ. ASEAN thúc đẩy Hiệp ước Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân. Các nước ASEAN cam kết thực hiện Hiệp ước Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, đã nhất trí gia hạn kế hoạch hành động giai đoạn 2022 đến 2026. Tại hội nghị của Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân, viết tắt là SEANWGFG, đã diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia trong ngày hôm nay, thì các nước ASEAN cũng đã nhất trí đẩy mạnh thâm vấn với các nước sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm ký kết nghị định thư Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân, theo thông báo của Bộ Ngoại giao. Đây là một hoạt động đầu tiên của hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 55. SEANWFG đã được các nước ASEAN ký vào năm 1995 là cam kết giữ cho khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Theo quy định của Hiệp ước, thì các nước tham gia không được phát triển, sản xuất hoặc là khai triển vũ khí hạt nhân trong khu vực, cũng như là không được nhận bất cứ hỗ trợ để thực hiện cho các hoạt động này. Chưa có nước nào trong số 5 cường quốc hạt nhân của thế giới bao gồm có Anh Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Trung Quốc ký vào hiệp định này. Trung Quốc cũng đã từng tuyên bố là sẵn sàng ký vào hiệp ước trong vài năm tới. Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 55, đại diện của Ủy ban Liên Chính phủ của ASEAN về Nhân quyền AICHR cũng đã đánh giá cao ý nghĩa của tuyên bố ASEAN về nhân quyền đã được đưa ra 10 năm trước,
cũng như là nỗ lực của ASEAN trong triển khai cam kết về các quyền và tự do cơ bản của con người, ngay cả trong đại dịch là những giai đoạn khó khăn khác. Trong khi đó, thì tại tiểu bang New York, California và Illinois đã ban bố tình trạng khẩn cấp, báo động nguy cơ bùng phát của dịch ban khỉ. Tiểu bang New York, California và Illinois hôm thứ Hai đã ban bố tình trạng khẩn cấp, báo động nguy cơ tràn dịch ban khỉ để thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp tiêm vaccine ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Vào tối ngày thứ Ba, thì Tòa Bạch Ốc đã chỉ định hai ông là Fenton và Dimitri Daskalakis cầm đầu nhóm chuyên viên đối phó với dịch ban khỉ. Quyết định được bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tòa Bạch Ốc, coi là sự kết hợp cần thiết để ngăn chặn nguy cơ bộc phát dịch ban khỉ. Văn phòng thống đốc của tiểu bang California, Gavin Newsom, tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch tiêm vaccine ngừa bệnh ban khỉ, trong khi giới chức thẩm quyền của tiểu bang Illinois xác nhận sẽ mở rộng quyền lực của Bộ Y tế để cơ quan này có toàn quyền phân phối vaccine và hướng dẫn công chúng việc ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh. Các tiểu bang có số ca nhiễm ban khỉ nhiều nhất hiện nay: Hoa Kỳ, New York, California và Illinois. Nổ súng ở Washington DC, một người thiệt mạng, 5 người bị thương. 6 người đàn ông đã bị bắn và một trong số này đã qua đời trong vụ nổ súng xảy ra vào đêm hôm thứ Hai ở Washington DC, không xa trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ. Cảnh sát cũng cho hay là nhiều tiếng súng nổ khoảng 8 giờ 30 phút tối ở phía ngoài chung cư IZE Bates làm 5 người bị thương. Tất cả đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, chưa rõ tình trạng về sức khỏe. Một nhân chứng đã cho biết là đã nghe ít nhất là 15 tiếng súng nổ tại khu phố Kingman Park gần với trụ sở của Quốc hội, và cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra vụ này. Bản tin y tế đã cho biết tìm thấy virus gây bệnh bại liệt trong nước thải tại New York. Hôm thứ Hai, thì giới chức y tế của tiểu bang New York đã lên tiếng báo động về sự xuất hiện của virus gây ra bệnh bại liệt trong nước cống ở ngoài ô của thành phố, một tháng trước khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, và kêu gọi người dân lập tức tiêm vaccine. Tuy nhiên, thì CDC cho biết không có ca nhiễm mới nào được xác định. Giới chức y tế của tiểu bang New York đã kêu gọi các bậc cha mẹ nên đưa con em đi tiêm vaccine ngừa bệnh đã được sản xuất từ năm 1955. Chứng bệnh cho đến nay chưa có thuốc điều trị và có thể lây sang người khác, kể cả khi người bệnh không có triệu chứng. Virus bệnh bại liệt có thể tấn công người ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn người bị ảnh hưởng là trẻ em từ 3 tuổi trở xuống. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2, ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữa ban tầng của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay: Hoa Kỳ cáo buộc Nga dùng nhà máy điện hạt nhân làm lá chắn ở Ukraine. Hoa Kỳ đã báo cáo buộc Nga là sử dụng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine làm lá chắn hạt nhân bằng cách bố trí quân đội ở đó, làm cho quân của Ukraine khó có thể bắn trả và có nguy cơ gây ra tai nạn hạt nhân khủng khiếp. Ngoại trưởng Antony Blinken đã cho biết là Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc rằng nhà máy Zaporizhia, nơi Nga bị cáo buộc là nã pháo gần một cách nguy hiểm vào hồi tháng 3, hiện là căn cứ quân sự mà Nga dùng để bắn vào quân Ukraine gần đó. Tất nhiên là quân Ukraine không thể bắn trả, nếu không sẽ có tai nạn nhà máy hạt nhân khủng khiếp. Ông Blinken đã nói trước báo giới sau một cuộc đàm phán không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Liên Hiệp Quốc ở New York vào hôm ngày 1 tháng 8. Các hành động của Nga đã đi xa hơn cả việc sử dụng lá chắn con người, ông Blinken đã nói và gọi đó là lá chắn hạt nhân. Tại cuộc đàm phán ở New York, Thứ trưởng Ngoại giao của Ukraine là Mykola Tokhtsky đã cho biết là cần có các hành động chung mạnh mẽ để ngăn chặn thảm họa hạt nhân
và kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng cửa bầu trời đối với các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine bằng các hệ thống phòng không. Một ông nha sĩ đã bị truy tố tội giết vợ trong chuyến đi săn ở châu Phi để đoạt tiền bảo hiểm. Florin Larry Rudolph, 67 tuổi, hôm thứ Hai đã bị kết tội bắn chết vợ trong một chuyến đi săn ở châu Phi vào năm 2016. Ông Florin Rudolph là nha sĩ bị cáo buộc là buộc tội giết người và lừa đảo vì đã rút gần 5 triệu Mỹ Kim tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ký kết sau khi giết người vợ 34 tuổi là Bianca Rudolph. Theo công tố viên là Ryan Field, thì hai vợ chồng của ông Lauren và bà Benka đã cùng tham dự chuyến săn bắn ở công viên quốc gia Kafue của Zambia vào ngày 11 tháng 10 năm 2016, thì đã xảy ra vụ nổ súng làm bà này thiệt mạng. Luật sư biện hộ của Lauren Rudolph lập luận rằng nạn nhân vô ý làm rơi súng khi vội vã thu dọn đồ đạc khoảng 5 giờ 30 phút sáng, khiến bà đã bị trúng đạn ở phần tim. Bị cáo là nha sĩ làm chủ phòng mạch ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, có trị giá tài sản ròng là 15 triệu Mỹ Kim mà ông không muốn chia cho vợ trong trường hợp ly hôn. Lauren Rudolph đã ký hợp đồng mua bảo hiểm một ngày trước đám tang của vợ và đã đến Las Vegas với một người phụ nữ một ngày sau đám tang và đưa bà này vào sinh sống cùng một ngôi nhà chỉ trong tháng sau. Người mẹ Connecticut siết cổ ba đứa con trước khi tự sát. Một người mẹ có ba đứa con cư ngụ tại Danbury, Connecticut đã bóp cổ cả ba trước khi treo cổ tự tử ở sân sau căn nhà riêng của mình. Danh tính của các nạn nhân đã được xác định là Sonia Loja và các con tên là Junior Panjon, 12 tuổi, Jocelyn Panjon, 10 tuổi và Jonel Panjon, 5 tuổi. Người chồng của gia đình là ông Panjon làm thợ mộc, đã nhận ra điều bất thường khi từ sở làm về, bước vào cửa mà không thấy ba đứa con reo mừng như thường lệ. Ông đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh dài 2 trang của người vợ và thi thể của ba người con đã bị siết cổ chết bằng những sợi dây điện. Thi thể của Loja đã được tìm thấy trong căn nhà kho của căn nhà. Theo thân nhân của cô thì cô đã đang bị bệnh trầm cảm, nhưng không được điều trị vì không có bảo hiểm y tế. Trước đó thì cô đã điều hành cơ sở dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại nhà riêng, nhưng đã bị buộc phải đóng cửa vì cơ sở hoạt động bất hợp pháp. Vào 2 ngày trước khi qua đời, cô đã gọi điện cho em gái than thở là đang bị căng thẳng vì không tìm được việc làm. Bản tin tiếp nối đã cho biết, Nga đang tăng bơm khí đốt cho Trung Quốc. Lưu lượng khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua đường ống Power của Siberia trong 7 tháng đầu năm nay tăng 60,9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia gia tăng theo khuôn khổ hợp đồng song phương dài hạn giữa Gazprom và CNPC đã tăng 60,9% trong 7 tháng đầu năm. Tập đoàn năng lượng của Nga Gazprom thông báo trên Telegram vào ngày 1 tháng 8 nhắc đến tập đoàn dầu khí quốc gia của Trung Quốc. Thưa quý vị, Power of Siberia là đường ống dẫn khí tự nhiên từ Cộng hòa Sakha thuộc Nga tới các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là dự án chung giữa Gazprom và CNPC cung cấp khí đốt cho Trung Quốc theo hợp đồng 30 năm ký năm 2014. Nhu cầu thế giới với nguồn cung của Gazprom giảm khoảng 35 tỷ mét khối trong 7 tháng đầu năm, trong đó 31 tỷ mét khối là từ Liên minh của châu Âu. Sản lượng khí đốt hàng ngày của Gazprom trong tháng 7 đã xuống thấp nhất kể từ năm 2008. Công ty bơm 774 triệu mét khối mỗi ngày, thấp hơn 14% so với tháng 6 vừa qua. Một người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông ở Lào, tin từ Việt Nam. Kính thưa quý vị, một người mang quốc tịch Việt Nam nằm trong số 6 người đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông vào hồi cuối tháng 7 qua giữa chiếc xe bus và xe vận tải ở tỉnh Savannakhet của Lào. Các nạn nhân khác gồm 2 người Lào và 3 công dân Thái Lan. Theo cuộc điều tra ban đầu, thì chiếc xe vận tải tránh ổ gà, chạy qua dải phân cách và tông vào chiếc xe đò khởi hành từ Việt Nam. Tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra, làm 6 người bị thiệt mạng và 24 người khác bị thương. Nạn nhân quốc tịch Việt Nam qua đời là cư dân tỉnh Quảng Trị, huyện Đông Hà.
Thưa quý vị, Tây Ban Nha đã không công nhận sổ thông hành mới của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tòa đại sứ của Tây Ban Nha tại Việt Nam vừa công bố tin cho hay không chấp nhận giá trị sổ thông hành của nhà nước Cộng sản Việt Nam cấp cho công dân từ đầu tháng 7 qua vì không cung cấp thông tin cần thiết về nơi sinh của người mang sổ thông hành. Giới chức thẩm quyền của Tây Ban Nha cũng cho rằng đây là thông tin quan trọng để nhận dạng cá nhân và cần thiết để cấp chiếu kháng nhập cảnh. Trước đó, thì tòa đại sứ Đức tại Việt Nam cũng đã ra thông cáo về khẩn cấp cũng như chiếu kháng nhập cảnh công dân Việt Nam mang sổ thông hành mới không ghi nơi sinh. Giám đốc công ty lữ hành Việt Food Travel có trụ sở tại Hà Nội, ông Phạm Duy Nghĩa, thú nhận rằng công ty của ông đã bị ảnh hưởng nặng nề vì quyết định trên của chính phủ của nước Đức. Ngược lại, thì tòa đại sứ Pháp tại Việt Nam thì công nhận và cấp chiếu thị thực của châu Âu bình thường cho người mang sổ thông hành mới của Việt Nam khác với quyết định của chính phủ Đức cũng như Tây Ban Nha. Tin mới nhất cũng cho hay là Cộng hòa Séc là quốc gia thứ ba không công nhận sổ thông hành mới của Việt Nam sau Đức và Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị, nổ súng tại Joe Nails and Spa ở West Virginia, hai vợ chồng gốc Việt bị thiệt mạng. Đôi vợ chồng người gốc Việt và tay súng đã chết trong một vụ nổ súng xảy ra tại tiệm làm móng Joe Nails and Spa ở Somerville, West Virginia, khoảng 6 giờ 40 phút chiều ngày 28 tháng 7. Tay súng được xác định là Patrick Wayne Carter, 52 tuổi, đã bắn nhiều phát tại tiệm, giết chết ông Lê Văn Kim, năm 45 tuổi, và vợ là bà Lê Phi Anh, 40 tuổi. Nghi can nổ súng đã bị cảnh sát bắn trọng thương và đã chết tại bệnh viện. Ông Carter đã làm việc tại tiệm nail trước ngày xảy ra vụ nổ súng. Cảnh sát cũng cho biết là nghi can đã rời tiệm và quay lại với khẩu súng lục bán tự động. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng này. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp lúc 6 giờ chiều của đài truyền hình IBC TV. Sư ngôn viên Bảo Khanh và Hà Anh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả, cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, đặc biệt là IBC Home Shopping. Và xin chúc cho quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.